Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8 vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định số 255 về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của tòa án. Sau đây, Kiểm sát Online trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm sát quyết định giải quyết vụ án hành chính của tòa án trong giai đoạn giám đốc thẩm và giai đoạn tái thẩm. 1. Quy trình kiểm sát quyết định giám đốc thẩm. Kiểm sát thời hạn gửi quyết định Hội đồng xét xử giám đốc thẩm gửi quyết định giám đốc thẩm cho Viện Kiểm sát cung cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Kiểm sát hình thức quyết định Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao được lập theo mẫu số 54, nghị quyết số 02 năm 2017. Quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao được lập theo mẫu số 55, nghị quyết số 02 năm 2017. Kiểm sát thẩm quyền giám đốc thẩm Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao và Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao kiểm sát nội dung của quyết định, kiểm sát phần mở đầu, phần nội dung vụ án, phần nhận định của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, phần quyết định. Trường hợp phát hiện quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao có căn cứ kháng nghị theo quy định tại điều 255, điều 281 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao báo cáo viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình ban hành văn bản thông báo đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, theo quy định tại Điều 256, Điều 282, Luật Tố tụng Hành chính năm 2015. Công chức thuộc vụ nghiệp vụ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo lãnh đạo vụ xem xét, báo cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm quyết định đó. Trường hợp phát hiện quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao có căn cứ theo quy định tại khoản 1, điều 287, luật tố tụng hành chính năm 2015 thì công chức báo cáo lãnh đạo vụ xem xét, báo cáo viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiến nghị hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định đó theo thủ tục đặc biệt. 2. Quy trình kiểm sát quyết định tái thẩm. Công chức kiểm sát quyết định tái thẩm theo quy định tại điều 14 quy định này. Lưu ý kiểm sát về thẩm quyền của hội đồng xét xử tái thẩm theo quy định tại điều 285 Luật tố tụng hành chính năm 2015 đối chiếu căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm với quyết định của hội đồng xét xử tái thẩm để đánh giá sự phù hợp hoặc không phù hợp với quy định của luật tố tụng hành chính năm 2015.